Anh không được, anh đồ. Em có quả này, anh có ăn không? Quả gì đấy? Quả gì anh cũng ăn hết. Quả đấm. Pita, sao mày lại đấm anh? Anh bảo quả gì cũng ăn thì em cho anh quả đấm chứ còn quả gì nữa. Thôi cắt anh ấy, em đi đây. Ai uống gì tôi pha chế cho. Ai uống gì tôi pha chế cho. Nước thơm ngon. Ai uống gì tôi pha chế cho. Ai uống gì tôi pha chế cho. Chuẩn bị đi trốn nha các em. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 56, 57, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Anh đi tìm đây. Cho ít đi. Có còn 2 cái à, đây. Ở nhà em còn nhiều lắm. Tí nữa em về em lấy cho. Ê, sao ở đây không có ai thế nhở? What? Ở đây không có ai. Không có ai cả. Ui. Em tụt kia như này rồi mà anh vẫn nhìn thấy em. Oh, có gì không? Có gì không? Có gì là có gì hả anh? Ờ, thế không có gì à? À, tìm được Pita rồi. Tìm được Pita. Pita đi tìm, đi tìm, đi tìm. Từ bốn chỗ như thế này bọn em có vẽ được thành các con vật hay không? Quá đơn giản anh ạ. Quá dễ đối với em. Ui giời, em ấy vẽ bằng chân còn được. Nani? Cái gì đấy? Con gì đấy anh? Anh cố đổ. Nói con rắn. Ôi là Chân. Ủa con này là chân. Con khủng long thật chứ. Chân rồi. Mắt. Mắt này. Mồm. Mồm. Tai. Tai. À, ôi giời. Con cá voi nào anh ạ? Đi mà nhờ con này bằng ai con đốm đốm rồi. Xong, đấy, các em biết đây là con gì không? Không anh ạ. Con này là con ươu cao cổ. Mimi. Đây có đốm đốm ở trên người đây, đúng không? Cao cổ rồi các bạn này. Ôi, cổ cao thật đấy. Để em. Đây nha, từ số 3 này này. Đấy, em sẽ vẽ vào đây. Em sẽ vẽ thành số 8. Đây, em sẽ vẽ hai con mắt vào đây. Người ngoài hành tinh. Ôi, người ngoài hành tinh. Đây, ở trên này thì em sẽ vẽ một cái râu. Thấy giống con gì rồi anh, con quen. Con chua là bướm bướm. Đấy. Những con này, con bướm bướm này mắt hơi lạ. Nhìn này. Mồm. Pita luôn thôi. Ai à? Em vẽ số 4. Số 4, Pita sẽ vẽ cái gì đây? Ai à? Cái gì đấy? Vẽ cái gì này? Anh hình dung ra chưa? Chưa, cái gì đây? Con cá. Đây. Trời ơi, con cá. Đấy, anh cứ vẽ được chưa? Cái gì đấy? Đầu đây là đầu cá anh ạ. Không có mồm à? Thế này thôi rồi. Con này là nó có tật nó chỉ có mắt thôi. Tất cả tránh ra để em thể hiện xem này. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Nope. Bắt đầu từ số 2 em vẽ đi. Rồi số 2 vẽ con gì bây giờ nhỉ? Cái gì đây? And nói anh đã nhìn ra con gì chưa? Nhìn ra con gì? Con gốc sên là coi. Thấy chưa? Cái gì đấy? Con chim ở trên cành que. Bồ câu. Con chim này hơi béo các bạn ơi. Đuôi. Nhìn tổng quan thì tất cả những người ở đây ai cũng vẽ đẹp đúng không? Ai là người vẽ đẹp nhất? Em. Tất nhiên là em rồi. Trời ơi. Ai cũng nhận mình là người vẽ đẹp nhất. Thế thì hôm nay anh em mình tổ chức cuộc thi vẽ đi. Người vẽ giống nhất được lấy mẫu vật. Chúng ta sẽ vẽ mẫu vật theo bảng chữ cái. Và ở đây mình đã chuẩn bị rất nhiều chữ cái rồi. Bây giờ lần lượt từng người một sẽ bốc. Chúng chữ cái nào sẽ phải đi chuẩn bị đồ vật theo chữ cái đó. Đúng rồi, đây. Ai bốc trước đây, Để em bốc trước. Rất nhiều chữ. À đây. Chữ M nha. Bây giờ em sẽ phải đi chuẩn bị một đồ vật gì mà có chữ M đầu tiên. Chữ M. Ok anh. M. Cái gì được nhở? M. Con ma. Đúng rồi, con ma. Ui, nhưng mà con ma thì sợ lắm, lấy ở đâu ra được các bạn nhỉ? M. Măng. À đúng rồi, măng. Ui, nhưng mà măng ở trên rừng nó mới có cơ. M.
À đúng rồi, có mèo, nhà mình có mèo các bạn ạ. Ui, mình sẽ về bắt mèo. Mèo mèo mèo. Để chuẩn bị cho cuộc thi vẽ này thành công tốt đẹp, mình đã chuẩn bị ở đây rất nhiều hộp màu nè. Màu sáp này, màu dạ này. Ngoài ra có cả một hộp bút, bên trong có quá nhiều bút luôn nè. Mang nhiều bút như thế này hả Trâm? Đúng rồi anh ạ. Bút gì đây? Đây là bút kẹo hồ lô. Rồi cả bút thỏ nữa. Đúng rồi, đây là có bút trái tim nữa nè. Bút ống hút nữa nè anh ơi. Vừa làm bút mà vừa làm ống hút được luôn nè. Nhìn cái này dễ thương nhỉ Hà Tham nhỉ. Mì mì. Rồi, ui, rất nhiều bút chì. Còn có cả bút khoai tây chiên à? Nope. Đúng rồi, bỏng cô. Thôi thôi rồi. Anh đừng động vào đây không hỏng mất của em. Bây giờ là mình bắt tay vào vẽ đây các bạn ạ. Mày mang gì chưa? Chưa. Thế mày mang gì chưa? Chưa. Ôi, thế còn thi thố gì nữa? Hà Sang ơi, cho tớ mượn cái bút. Cho tớ mượn cái này. Các thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Và đây là mẫu mèo của chúng ta. Một em mèo rất xinh xắn các bạn ạ. Rất là xinh gái luôn. Bộ lông trắng muốt luôn. Đôi này nằm rất là ngoan. Rồi các em, 15 phút bắt đầu. 1, 2, 3. Tưởng gì vẽ em mèo này quá đơn giản. Tưởng vẽ con hổ nó mới khó ấy. Còn vẽ em mèo này quá là đơn giản với Hà Sam đi. Sao mèo nhà mình mà mình lại cảm thấy nó khó thế này chứ? Nhìn rất là lạ và quen đúng không cò? Em mèo rất ngoan luôn các bạn ạ. Làm im đây để cho các bạn vẽ này. Rồi đây. Anh, nãy nó quay đầu về đây, em vẽ đầu rồi, bây giờ nó quay mông về đây thì chẳng lẽ em phải vẽ mông trước đấy. Không sao, vẽ lại em vẽ giống là được. À, giống là mẫu vật này là được. Giống là được. Ôi trời ơi, ok. Bita em làm gì đấy? Em đang đo chân con mèo xem được mấy cm anh ạ. Trời ơi, đo để vẽ theo tỷ lệ chính xác 1:1 luôn đúng không? Đúng rồi anh ạ. Bao nhiêu cm đấy? 12 cm anh ơi. Ra đây. Rồi, ngoan, để cho các bạn vẽ nhá. Ngày xưa mình vẽ mèo đẹp lắm mà bây giờ lâu lâu không vẽ, thấy kém đi một tí các bạn ạ. Còn mình á, vẫn vẽ đẹp như xưa, kiểu gì chả nhất. Mèo thì rất ngoan ngoãn ngồi ở đây để cho các bạn vẽ này các bạn ơi. Còn cò thì đang vẽ được cái gì đây? Ui, được cái đầu mèo rồi. Bita cũng đang gần xong cái đầu rồi. Hà Sam, ui, Hà Sam đang phác họa được cả cái thân mèo rồi các bạn ơi, cả đầu cả thân rồi. Cái mắt thì như hơi to Hà Sam ạ. Anh ơi, anh nhìn mắt mèo mà xem. Chẳng nghe to đùng thì không à? Đây nè, đấy, nhìn em mắt mèo như thế này to ui trời ơi. Ngồi ngoan. Đấy, nhìn cho kỹ nha các em nha, khỏi vẽ lệch ấy. Trời hôm nay nắng 40 độ các bạn, toát hết cả mồ hôi. Nhưng mà mình nghĩ không sao cả. Như thế càng làm tăng thêm kịch tính cho cuộc thi càng hấp dẫn hơn đúng không các bạn ơi? Đấy, thí sinh của chúng ta đang đổ mồ hôi để vẽ này. Rồi, Hà Sam đang tô lại bằng bút màu nước các bạn ạ, màu dạ. Bita đang chuyển sang vẽ thân rồi. Ai dạ, đẹp đấy Bita. Chả đẹp thì không anh. Cò cũng đang vẽ thân rồi. Ai, cò đang vẽ cái đuôi hay cái gì đấy cò? Đuôi anh ạ. Cố lên các em ơi, 5 phút trôi qua rồi đấy, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Ê, mày copy bài của tao đấy à? Tao thiểm à, tao xem đẹp hay xấu rồi. Bài của tao đẹp nhất này. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Xong hết rồi á? Là thế là anh sẽ chấm cho cò đầu tiên. Thôi chấm cho bài Bita trước đi anh ơi. Thôi chấm bài cò đầu tiên đi. Sợ xấu lắm anh ạ. Xấu cũng phải chấm. Đây là em mẫu vật mèo của chúng ta rất là xinh xắn. Còn đây là bài vẽ mèo của cò đây các bạn ơi. Ôi dồi, giống thế này, đúng em mèo đang nằm như thế này. Chả thấy có ai bảo giống, có mình cò bảo giống các bạn ạ. Nào, người thì to quá khổ các bạn ơi. Ui, nhìn giống mèo như kiểu là con cáo hay là con yêu tinh ở trong rừng đấy các bạn ạ. Cái mặt này, cái mặt đỏ chót, con mèo này mặt nó có đỏ thân hình màu trắng thì chẳng có mấy đốm lông đen, sao em lại tô màu như thế này? Ui, nhưng mà em tô màu cho nó nổi anh ạ, chứ làm gì có màu trắng mà để màu trắng nó sẽ không đẹp. Đây còn có cả ít tóc màu đen này các bạn ạ. Không phải đâu, để cái đốm đen đây trên đầu đây. Anh ơi, em mèo này mắt trợn ngược lên, có lông mi đấy, ở đây còn có cả răng này anh ơi. Mèo này, mèo đúng ba cái lông mi.
cháu đúng bài rồi luôn. Cái chân thì to quá khổ, chân này thì to, chân này thì bé. Không hiểu là vẽ con mèo kiểu gì đây các bạn ơi. Con này con đít nó nhọn thế à? Có. Mặt nó đỏ chót, mọi người nó xinh lẻ anh ạ. Tóm lại là bài này quá xấu các bạn. Bài này anh chấm cho 4 điểm. Hy vọng là bài của Bita sẽ chấm đẹp. Bài em đây. Đây này. Trời ơi. Con gì đấy Bita? Nó lại cong người như thế này à Bita? Lúc con mèo nó đang cong người như này anh, xong nhầm vẽ luôn. Trời ơi, đây mà ai bảo đây là con mèo thì đúng. Nhìn ra con gì ấy chứ. Đây là giống như một con quái vật biến hình ấy các bạn ạ. Đầu mèo đây mà anh ơi. Giời. Đầu mèo nhọn như này. Con này nó lay một cái con mà hươu có cổ anh ạ. Con đốm đốm này này nó còn vàng vàng. Mặt nó còn giống Tôn Ngộ Không. Chân thì lại chân sau dày bé, chân trước dày, chân con đeo cả giày các bạn. Như kiểu Doraemon ấy các bạn ạ. Nhìn xem này, không có mồm. Thiếu mồm nha, thiếu mồm. Mồi mũi rồi. Mũi thì lỗ mũi thì to, còn cái trống mũi thì bé tí thì tí. Điểm vẽ vội quá anh ạ. Chưa thấy ai vẽ mèo xấu như thế này luôn. Bài của co được 4 điểm thì bài này anh chấm cho 2 điểm thôi. 2 điểm. Thế này thì mọi người có rất đẹp rồi. Đúng. Wow. Ui. Ui trời ơi. Cũng đẹp đấy các bạn ạ. Tuy là không đẹp lắm nhưng mà đẹp hơn hai bài kia. Nhìn xem, con mèo này mắt hơi to đúng không các bạn? Mắt to quá sao hả Tam ạ? Anh ơi, mắt mèo nhà mình nó cũng to mà anh. Các bạn có thấy giống không các bạn? Có thấy giống mặt mèo không? Các bạn có thấy hai con có giống nhau không? Một con thì dễ thương, con này thì nhìn mặt hơi béo hơi thừa cân. Đúng không? Hơi béo hơi thừa cân. Với lại con này vừa nãy anh bảo là nó xinh gái, em nghĩ nó là con gái nên là em tô cho nó ít môi cho nó đỏ ấy. Đỏ luôn. Nhưng mà đại khái là bài này mình nhìn thấy hơi giống con hổ các bạn. Con hổ. Con hổ rất là to luôn. Bài này đẹp nhất trong 3 bài, mình chấm cho bài này 7 điểm các bạn nhá. Và Hà Sam là người chiến thắng ở vòng thi này. Ở lượt thi tiếp theo, Hà Sang sẽ là người bốc các bạn nhá. Đây. Chữ gì đây? Chữ gì đây? Ui, chữ hò là hoa quả. Ui, thế thì tớ phải phi ngay ra ngoài chợ để mua hoa quả. Ui, tôi chết rồi. Mình đi chợ trưa quá nên là mọi người đóng cửa hết rồi. Cái nhà cô này trước đây là cô bán hoa đây nè mà bây giờ cô đóng cửa. Ôi dồi ôi, cô Hiền cũng bán hoa đây này, vẫn đóng cửa. Ôi dồi ôi, cô ở chợ này bán hoa thôi mà bây giờ không có hoa thì phải tìm chữ hò khác à các bạn. Chữ hò gì dồi. Ôi ơi, cô tìm chữ hò nhanh lên để còn đến lượt tớ. Hay là chữ hò, cậu vẽ hòm đi. Nope. Ôi dồi ơi, cái hòm gì mà cái hòm. Nghe cái hòm đã không thấy thích rồi. Nghĩ cái khác mới được. Ôi, cái hộp nó cũng là chữ hờ này. Ôi, cái hộp, cô ơi cô, cho cháu mượn cái hộp cho vẽ tí cô nha. Ừ, cô cho cháu mượn đó. Vâng, chào cảm ơn cô. Đây rồi, cái hộp. Chúng mình hôm nay sẽ vẽ cái hộp. Hờ là hộp đúng không các em? Hộp à. Mở ra xem có gì không? Có cái hộp không thôi. Wow, chôm chôm. Cậu kiếm cái hộp này ở đâu đây? Ôi. Chôm chôm ở bên trong nè. Thế này là mình vừa vẽ hộp vừa vẽ chôm chôm luôn. Đúng rồi, phải đặt chôm chôm lên trên hả Tam ơi. Nào để cái hộp ạ, để chôm chôm lên đây. Vừa vẽ hộp vừa vẽ chôm chôm. Đúng rồi, đấy. Rồi, 15 phút bắt đầu. Để xem lần này ai sẽ là người vẽ đẹp nhất các bạn nhá. Cò rất nhanh chóng đang vẽ cái gì đấy, phác họa vẽ cái hộp trước à? Vẽ cái hộp trước anh ạ. Rồi, xong cái hộp. Còn Hà Sam vẽ cái gì đây? Em vẽ cái cộng của lá chôm chôm trước này. Bita cũng trong cái hộp của các bạn anh ạ. Tớ rất thích ăn chôm chôm nên là ngày nào tớ cũng được nhìn chôm chôm chán rồi. Bây giờ tớ không cần nhìn tớ cũng vẽ được Hà Sam ạ. Trời ơi, mình cậu thích ăn chôm chôm chắc. Ôi giời. Tớ cũng thích ăn chôm chôm ấy. Lần này Bita có vẻ cẩn thận hơn rồi các bạn ơi. Lúc nãy được bét Bita nhờ. Đúng rồi, bây giờ em phải được nhất anh ạ. À được nhất. Đang vẽ rất tỉ mỉ các bạn ơi, đang vẽ cái cuống này. Cuống như cả lá anh ạ. Còn Hà Sam. Ui, đây là quả gì đây Hà Sam? Quả chôm chôm ấy anh. Chôm chôm gì mà nhìn như bóng điện thế này. Đây là lông của chôm chôm ấy ạ. À. Cỏ vẽ cái gì ra mà anh vẫn chưa hình dung cỏ. Em đang vẽ cái hộp anh. Hộp nó có cái chổi lau nhà, nó có cái ấy lau nhà đây này. Mình phải vẽ giống bản sao với bản chính phải 100%. Đúng hệt nhau đúng không? Mới được điểm tối đa. Trong chợ này có rất nhiều mùi, mà có cái mùi gì cứ thum thủm đâu đây ấy các bạn ơi. Cỏ có thấy mùi gì không em?
coi có mùi thun tùm anh ạ, lại còn khăn khẳng nữa. Công nhận mấy cái mùi này thối thật cỏ nhở. Nhưng mà vẫn chịu được anh ạ, không bằng mùi hôi nách của anh đâu. Thôi anh tránh tránh ra đi để em làm. Hôi nách là hôi nách nào anh không biết đây này. Nách mình có hôi lắm đâu, mà sao mọi người cứ bảo hôi nhở, thơm phức thế này. Thơm thơm lắm các bạn ạ. Ui. Em làm mình phải kín mặt như thế này. Nặng mùi quá đấy anh ạ. Nhìn thế này như kiểu siêu nhân đấy các bạn. Ôi trời, không bịt thế này chắc ngớt anh ạ. Còn định đi ăn trộm với tao mà bịt kín đấy. Còn sao mà đây là siêu nhân đỏ, còn đây là siêu nhân xanh các bạn nhé. Các thí sinh của chúng ta đã vẽ xong và cũng hết thời gian rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chấm nha các bạn nhá. Đây là mẫu vật của chúng ta, quả chôm chôm và cái hộp đựng cái gì ấy. Để xem là bài của Vita đưa đây. Bài của em đây này. Bài của Vita các bạn nha. Không đẹp không anh. Ui dồi ôi. Ôi giời ơi. Cái hộp này đâu nó có cái bình hoa này ở đây đâu. Đây anh nhìn bình hoa nào. Con tao Vita vẽ nó ngược hết rồi này. Đây là cái chổi đấy. À đây là cái chổi. Cái chổi, còn đây là cái chậu bị ngược. À cũng đúng rồi, chữ cũng viết ngược luôn. 3, 6, 10 cũng ngược luôn. Thiếu một ít chữ tiếng Anh ở đây này. Có Vita. Rồi. Nhưng mà quan trọng là cái nải chôm chôm này là cái lá nó màu xanh cơ mà. Nó tự nhiên ở đây lá màu cam lá màu đỏ hết này. Mà anh không nhìn thấy rõ quả nào ấy, quả nào. Ở đây là chôm chôm nát, còn đây là chôm chôm ngon, còn đây là thể loại chôm chôm nát. Anh thấy giống nhất là mấy cái lông đâu đâu của chôm chôm này thôi. Còn nhìn thế này không thấy giống tí nào các bạn. Thế này anh chỉ chấm cho bài của Bita 5 điểm thôi, có cố gắng lên chưa? 5 điểm ấy, sai 5 điểm ấy. Bài của Hà Sam 5 điểm và đã hạnh diện rồi. Đây bài của em thì cũng đơn giản thôi, nó chỉ có được như này đấy. Hà Sam ơi, em vẽ chôm chôm hay là em vẽ vải đây? Chôm hả? Đây, chôm chôm của người ta mông như thế này. Mà tay em vẽ nó là như thế này. Đúng rồi. Anh ơi, nhưng mà ai chôm chôm thì em thích ăn lắm, nhưng mà em chỉ thích cái loại chôm chôm không có lông thôi. Nên là em mới vẽ cái kiểu không có lông này. Nhưng mà vẽ thế này là không đúng bản. Mà anh đâu đó, chôm chôm người ta to nhiều quá này. Đây đếm được có 5 quả đây nhà. Chôm chôm người ta to đùng này. Ở trên này bé tí, cái cuống bé tí như này. Mà đây là cái cuống to hơn cả chôm chôm các bạn ạ. Bài này của Hà Sam mà bị sai. Giống mấy cái hộp này còn đẹp đẹp tí, cũng thiếu ít tiếng Anh ở đây. Bài này chỉ được 5 điểm. Mimi bằng của chúng ta theo là bằng ơi, bằng của tớ thôi. Đây đến của Thò. Ui giời. Đây là bài của Thò các bạn. Không hiểu đây là chôm chôm gì. Chôm chôm người ta dày di dít sát sát vào nhau mà đây chôm chôm. Di dít đây anh. Đây là quả này đấy, nhưng mà đây nó lại nó lại kiểu như là mỗi quả một nơi. Cái này thì nó kết dính vào nhau kiểu gì mà Thò. Đây người ta dính liền hết vào nhau như thế này cơ mà. Rồi lá này, rất nhiều lá. Ai? Không, rất giống. Quả bia của Thò là giống nhất cái lá các bạn ạ. Cái bài này nó giống như kiểu là quả ơi ở lại lá đi nhé. Cái chổi này là chổi này là vẽ sai rồi các bạn ơi. Chổi này như kiểu đồng hồ ấy. Cái này ngược lên trên như này, sao cái chổi của cò lại xuống như này. Hôm nay em quay này nhìn thấy cho nó xuôi vẽ như này cho dễ hình dung như này mọi người không nói được. Cò thế này các bạn ơi. Cò gì luôn. Mọi người nhìn dễ hình dung nó là cái gì mà thế là sai mẫu rồi cò ơi. Mẫu như thế này cơ mà. Bài này của cò cũng chỉ được có 5 điểm thôi. Bà bằng nhau nhá. Chứ bây giờ em ba chúng mình chia nhau cái chùm chôm chôm này. Cái chùm này có phải của Hà Sam mua đâu, chùm này Hà Sam mượn cơ mà. Chùm này không phải là của tớ đâu. Còn tí nữa tớ mới mua chùm khác. Thôi để mà hôm ấy đi giả cho cô. Lại nhét lại. Ơi thì nó cầm chạy đi. Tiếp theo là đến Vita chọn chữ cái các bạn nhá. Bây giờ em tung. Wow. Okay, okay. Chỗ nào? Ok. Ủa em chọn luôn chữ tay gần tay em. Chữ gì đây chữ? Lờ. Chữ lờ là gì? Cái lá đi ta. Lá gì? Hay là lòng lợn? Đúng rồi, đi mua lòng đi. Thôi đi tìm đi. Bây giờ em đi tìm. Lợ là lợn. Mình sẽ vào đây mua con lợn nha các bạn. Thôi bán cho cháu một con lợn. Xem con lợn nào đi ạ. Cô lấy xuống hết cho cháu ấy. Ôi giời ơi. Để mình chọn nha các bạn. Lợn nào đây? Con vàng à? Con xanh này. Con hồng này to này. Mình sẽ lấy con hồng.
Trải qua hai vòng thi đấu và Hà Sam hiện tại vẫn đang dẫn đầu các bạn ạ. Và chỉ còn một vòng nữa thôi. Bita thì vừa mới mua được con lợn hồng để làm mẫu này các bạn ơi. Và con lợn hồng này ai vẽ đẹp nhất thì sẽ là người chiến thắng các bạn nha. Chuẩn bị lại các em ơi, để anh đặt vào đây, đây, để như này là cho nhìn cho dễ. Được chưa? Được rồi anh ạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Ui ui ui. Bita, em đội gì đây? Em đội cái này á. Vào á, kiểm tra không anh? Nhìn buồn cười lắm Bita. Em đội cái này á, vào cho tinh thần vẽ nó được sảng khoái, nó được giải nhất anh ạ. Ai? Tôi bỏ ra đi nhìn. Tẩm lắm. Ôi, vẽ đi, vẽ đi. Con lợn hồng này có vẻ rất dễ các bạn ơi. Nope. Có hai con mắt màu đen, còn toàn bộ là màu hồng hết các bạn. Ui, Hà Sam nó vẽ được ngay một cái vòng tròn rồi này. Con lợn này, rồi, Bita vẽ cái gì đây? Cũng vòng tròn luôn à? Bita ấy, bắt trước em đấy anh có hiểu à? Leo. Tớ vẽ vòng tròn, cậu cũng vẽ vòng tròn đây, chẳng là vòng bắt tròn trước. Bắt trước, nó bắt trước. Có, ơi, cái gì đây? Em vẽ hai cái tròn trước anh ạ. Vẽ tròn nữa. Người thành công luôn có lối đi riêng. Rồi, để xem nào, mọi người ai vẽ cho đẹp nhất các bạn nhá. Chuẩn bị hết giờ rồi nha các em nha. 10 giây, 5 giây, hết giờ. Hết giờ rồi. Ôi, lại còn úp bài cẩn thận nha. Các bạn có tò mò trong lần này ai vẽ đẹp nhất không? Lần này chấm điểm ai trước nhỉ? Em trước, em chấm điểm Hà Sam trước đi. Rồi, đâu lợn. Chỉ con lợn này của Hà Sam mới nhìn trần rất thương. Nhưng mà hóa ra nhìn cũng hơi dữ ấy các bạn. Dữ đâu mà dữ, nhìn con lợn này mà xem anh ơi. Đây. Nhưng bỏ tay anh ra mà nhìn kỹ thôi nào. Rồi. Em phát hiện ra cái sai đầu tiên anh ạ. Cái gì hả con? Lông mi. Lông mi nó ngồi cái trận đầy lông mi mọc ngang. Đây lông mi mọc. Đúng rồi, nếu mà vẽ lông mi ở trên mắt này có khi là dễ thương hơn đấy. Và cái lỗ mũi của con này nhìn cũng kiểu gì ấy. To con này nó nhọn nhọn nhọn. Anh ơi, khi mà mình vẽ mẫu vật này mình cũng phải liên tưởng đến những con lợn ngoài đời. Con lợn ngoài đời là mũi nó cũng rất to và nó rất hách. Em cũng nghĩ là trừ bắc giới. Và cái bài của Hà Sam được mỗi cái là tô màu rất đều, rất đẹp. Và bài này mình sẽ chấm cho 7 điểm. Là nhất rồi. Tiếp theo bài của Bita. Không bằng bài của em. Lên. Nhìn bài của em đây nào. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, đúng con nhưng mà bài này đúng con lợn luôn anh ạ. Đúng con lợn luôn. Em về nghĩ ở đâu ra mà em vẽ con lợn này? Chắc chắn em không phải vẽ con lợn này đúng không? Con lợn này giống y hệt con lợn nhà em nuôi lợn nên em biết. Thì ra là Bita vẽ trong trí tưởng tượng đúng con lợn của nhà Bita các bạn ạ. Là con lợn này đang nằm sõng xoài các bạn ơi. Ui ôi. Một cái chân thì quặn này như cái tay. Đây là cái tay người à? Hình như đây là tay của ai đang tắm cho lợn ấy. Giống cái đùi gà, còn ở dưới này giống là cái đùi gà các bạn nhìn thấy không? Hay đùi vịt này. Đây là còn có gì xoắn xoắn này lò xo à Bita? Đuôi. Em nghĩ đây là chỗ này là rốn. Rốn đầu đây. Cái chân này thì giống chân chó. Chân chó. Chó này, gà này, người này. Rồi cái mắt này nhìn rất là hung dữ, dữ tợn luôn các bạn ơi. Con lợn này nằm được mấy cái là giống cái là chổng bụng lên trời là đang nằm hưởng thụ các bạn ạ. Vừa ăn no xong anh ạ. Vừa ăn no. Ai da, nhìn không thể chấp nhận được. Con lợn mẫu nó như thế này. Mà Bita vẽ như thế này. Ôi Bita, em sai đề rồi Bita. Bài này anh chỉ chấm cho em có 2 điểm thôi. Ôi trời ơi. Ôi điểm. Đâu bài của con đâu? Bài của con mới nhìn thì đẹp đấy các bạn ạ. Vẽ thì rất đẹp nhưng mà tô màu hơi xấu, hơi nhem nhuốc một tí. Và được cái là con rất là vẽ chi tiết các bạn đây này. Con còn mấy chữ, con không biết là chữ gì ấy. Bên hồng nhưng mà mình không nhìn được trực diện nên là không vẽ được. Nhưng mà nhìn này tưởng là con lợn này xăm hình. Cái chữ này cũng màu hồng mà cho em vẽ màu đen như thế này. Để cho nó nổi anh ạ. Đấy, con cả chỗ đúc tiền luôn này. Đúc tiền luôn. Cái tai các bạn, cái tai cũng nhọn nhưng mà người ta không nhọn lắm. Người ta vòng vòng này của em nhọn hoắt thế này. Mũi mồm nó kia luôn. Chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Làm tai nhọn, cái mồm cũng to như mồm của lợn Hà Sam các bạn. Và cái chân này thì chân to chân bé này. Có chân này dài, chân này ngắn hơn. Nói chung là bài của cỏ cũng khá là đẹp. Nhưng mà so với tổng thể 3 bài thì bài này chắc chỉ được 7 điểm thôi. Bằng với đề bài của Hà Sam các bạn nhá. Như vậy là tổng 3 vòng thi Hà Sam là người chiến thắng. Như vậy là Hà Sam là vua vẽ các bạn ạ. Em xin con lợn này nha. Em về đây, mình là vua vẽ rồi. Tự sướng các bạn đi về rồi các bạn ơi. Vua vẽ mà toàn được 5 với lại 7 với 6 điểm thôi các bạn. Nhưng mà dù sao là vẫn đẹp hơn cỏ với Bita. Còn với Bita về luyện thêm đi để hôm sau chiến thắng Hà Sam nhớ chưa? Đúng rồi. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn ơi. Bye bye.